Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Anh biết rồi cái gì, tao bắt không có gì đi luôn cơ mà. Tưởng như là đi nhanh, như là chạy luôn đi. Thì đấy. Nếu mà anh có nhớ ra đây là tới lúc mà lúc xin lên kia đâu. Thế nên mà lặng đầu tiên. Nhanh các vòng vàng để thấy nó đầu tiên. Vẫn đủ trong vàng ngồi đây cho vào. Chắc lấy gặp không khách nhau thế nào đấy. Vậy là mình đã tính xong rồi các bạn. Em cần chiếu. Anh em cần chiếu. Mình quên hơn hàng nữa đi. Cần chiếu. Cứ xem xong không hỏi gì, không hỏi là không giải thích được đấy. Đây không hỏi gì chạy đi luôn. Thằng ngồi có trên rất là bảo ôm mình đi mầm cái con thế là chạy. Đúng không? Nói cừu. Khả năng thể hiện. Thì để mọi người nhìn mình sẽ không phải đeo ảnh sản. Khả năng phải thấy mình không phải là thành con là phải chạy cái điều. Nhìn thế giới khác. Anh phải để học tập cái này. Bởi vì à khó hiểu đi. Đâu nè. Cơm. Chìa mày mang tay nhẹ của mày đi đi. Bước. Thằng ấy nó lấy rồi, thằng bạn ra nó cầm rồi. Vậy đây mày tay nghe hoàn thành đây. Tao nghe rồi. Thì chiều mày có đi làm đâu. Hết pin rồi đây. Đây, đây sạc rồi. Không cho đây. Nhờ. Thiếu gì sạc. À đây thiếu gì sạc. Nghĩa là có em là không thiếu sạc. Kiếm tôi có tay nghe đi. Rồi. Kiếm tay nghe đi. Mượn thành đây. Anh Thái. Ừ. Anh nghe em hiểu chứ? Nghe gì? Mượn nô đi. Nô chỗ mượn. Tại nghe đây ở nhà rồi cứ cất cất cất. Mấy cái đây ở nhà hỏi chứ. Ta thấy mẹ mẹ mang mấy cái đi màu đen sau này màu xanh sau này. Em đi mang màu đen này nhất. Màu xanh làm gì em mang nữa. Nên là anh phải biết màu xanh đi đâu đi. Đời lắm, xanh em đeo rồi. Một đi rồi. Xanh. Có đi em hả? Xanh. Đeo đâu? Tự nhớ đeo cái một đi em phải nghĩ. Một xanh. Mai mượn đi, đưa sao đưa cho nó mượn. Kết quả mượn anh em quá. Thôi, không có thể nghe đâu. Em
mượn của tôi. Anh mày là tặng mới ra rồi thêm video nữa với tôi.